Nói về Đức Thầy là chỉ là chèo ngắn gọn là một chiếc thuyền là một cái ghe thôi. Tại vì mình cũng nghe trong kinh, trong giảng của Đức Thầy là nói đó. Dạ. Là nói ghe chèo của quẹo có quanh đó, là câu đó là mình hiểu rồi. Dạ. Ở đây có một người lành mà thôi, là cái ghe là cái ghe chèo. Chứ còn nên cái đó là cái thuyền mà sang trọng quá thì mình dân rồi thôi, để cho yên tĩnh đi, đừng có kéo binh tướng về nhà mình chi. Cho nó này kia cái nọ gồ ghề lắm. Phật trong nhà không tưởng, ta nói Phật trong nhà không tưởng mà tưởng Thích Ca ngoài đường cũng không được. Em nông dân miền Tây Vlog xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh nông dân miền Tây Vlog của em. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Chí Thành. Ở đây thì nông dân đang đi tìm một sư cô. Sư cô cách đây 7-8 tháng nông dân có chia sẻ một cái clip cho cô chú anh chị. Thì hôm nay sẵn tiện ghé thăm sư cô, thì nông dân sẽ hỏi thêm sư cô về như thế nào là chiếc thuyền Bát Nhã. Bây giờ nông dân mời cô chú anh chị cùng với nông dân bây giờ bên trong nhà của sư cô ha. Thì nông dân đang đứng trước mặt nhà của sư cô đây cô chú anh chị. Dạ rồi, con chào sư cô nha. Rồi, Mô Phật, chào chú nông dân. Dạ. Dạ con chào sư cô ạ. Mô Phật ạ. Cũng đã lâu lắm rồi con không có quay trở lại thăm sư cô. Trước mấy nay tình hình sức khỏe thế nào hả sư cô? Sức khỏe cô nói chung con không Tết giờ cũng không được khỏe, mà giờ nó cũng đỡ rồi. Chứ dạ. Còn tiếng còn khao lắm á. Dạ, để con nghe cái giọng của sư cô nó hơi ấy chút xíu. Con cũng mấy nay con có giọng con cũng hơi đục. Dạ, thì cũng 7-8 tháng rồi con mới quay lại đây. Thì hôm nay coi như là đầu năm. Con chúc sư cô thật là nhiều sức khỏe, tu hành ngày càng tinh tấn nha sư cô. Mô Phật, cảm ơn chú. Cô cũng chúc lại là được nhiều sức khỏe, đi quay phim cho những người nghèo khó, càng ngày phát triển thêm hơn nha. Dạ, con cảm ơn sư cô. Với cảm ơn chú các mạnh thường quân là để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, khó là khăn cũng như cô. Dạ. Thưa cô chú anh chị, đây là sư cô Diệu Nhẫn, đúng không phải sư cô? Con đọc có đúng cái pháp danh không? Đúng rồi đó. Dạ. Sư cô Diệu Nhẫn thì cách đây 7-8 tháng thì nông dân cũng đã chia sẻ. Sư cô đây là bị khiếm thị tu tại gia. Ở đây sau lưng sư cô đây là có mình thờ mẹ mẫu hả sư cô? Mẹ mẫu, mẹ Quan Âm, nói chung là cô cũng thờ hết. Dạ. Đây là sư cô tu tại gia trong một cái căn nhà chật chội như thế này. Thì sư cô ơi, không biết là mấy hôm nay sư cô có nghe cái thông tin chư vị đồng đạo chia sẻ trên cộng đồng mạng là gần đây có một cái chiếc thuyền rồng xuất hiện đó sư cô. Nhiều chư vị đồng đạo lại cho rằng đó là chiếc thuyền Bát Nhã. Vậy con hôm nay con đến đây muốn thỉnh giáo sư cô chiếc thuyền Bát Nhã là như thế nào hả sư cô? Mô Phật, theo sư cô á, là chẩn đoán mình nói á, là không chính xác á, thì cũng mang tội. Nhưng mà đối với cô á, là nếu thuyền Bát Nhã Đức Thầy là không có như vậy là chắc cũng không có đúng. Nhiều khi cái vấn đề gì mình cũng đâu có biết được. Chứ theo Đức Thầy á, để quá độ cho chúng sanh là Đức Thầy không có làm như vậy đâu. Đức Thầy ra là bằng mặt là để là giúp đỡ chúng sanh không à, chứ không có mà để là thuyền Bát Nhã mà để cho rồi chìm rồi tướng này cái nọ vậy. Chắc theo cô đoán á, là tội á, thì cô cũng sợ thiệt, nhưng mà cô đoán như vậy là chắc không đúng Đức Thầy. Dạ, mặc dù sư cô không biết chiếc thuyền rồng nó như thế nào. Mô Phật. Dạ, nhưng mà nói tới thuyền Bát Nhã nghe tả vậy là cô không có khẳng định là cái chiếc thuyền chèo đâu. Dạ. Tại vì thuyền Bát Nhã là nó của Đức Thầy là chèo hết sư cô. Thuyền chèo, tại vì hồi trước là mình cũng có nghe như vậy. Nghe kinh, nghe giảng của Đức Thầy là ghe chèo mà. Dạ. Ghe chèo là để quá độ cho chúng sanh, là chèo khắp thế gian. Dạ. Là chỉ cái ghe chèo thôi. Mà cái sờ ghe thì cái cà ghèm. Mà tại sao mà nói cái vấn đề này là cô theo cô không phải mà nói là đạo nào mình cũng đạo Phật hết á. Yeah. Nhưng mà theo cô đoán á, là cái Bát Nhã là không phải vậy đâu. Yeah. Tại vì Đức Thầy á, là quá độ chúng sanh là không bao giờ mà Đức Thầy để làm như vậy mà để hay là sợ nhiều cái điều gì đó là cô không biết, là không dám khanh nói trước. Dạ. Nhưng mà cái đó là cô đoán là chắc không có đúng không? Ừ, chiếc thuyền này thì đối với cô là cái đầu thì được chạm khắc là cái đầu rồng. Mô Phật. Dạ, cái đuôi thì nó cũng tương tự như rồng vậy nhưng mà nó tròn chứ không phải là nó dẹp. Dạ, Mô Phật. Ừ, trong chiếc thuyền này có những hình tướng đục đẽo rất là tỉ mỉ chi ly, màu sơn thì còn rất là mới. Mô Phật. Nhưng mà bà con cũng không biết từ đâu nó cho tới. Theo sư cô đây là một chiếc thuyền như thế nào hả sư cô? Cái đó là nhiều khi mà nói xa vời quá thì mình không dám nói. Dạ. Thì đâu để cô để đợi thời gian đi, thời gian để cô trả lời sau. Dạ. À, thời gian cô trả lời cái này sau. Ừ, tại vì cũng nhiều chư vị ta cũng cho rằng đây là một chiếc thuyền tống tiền cúng binh của một cái gia đình nào đó có điều kiện. Đúng không bà? Ừ, tại vì mà bà con công lấy... trận nha, đặng mà. Dạ. Để tống đặng đi cái gì? Dạ, giống như gia đình mà ốm đau bệnh tật đồ này nọ, xui xẻo đồ này nọ đó, người ta tống đi. Như làm cái đó là cũng công trận dữ lắm luôn rồi đó. Dạ. Còn nói về Đức Thầy là chỉ là chèo ngắn gọn là một chiếc thuyền là một cái ghe thôi. Tại vì mình cũng nghe trong kinh, trong giảng của Đức Thầy là nói đó. Dạ. Là nói ghe chèo khúc quẹo có quanh đó, là câu đó là mình hiểu rồi. Dạ. Ở đây có một người lành mà thôi, là cái ghe là cái ghe chèo. Chứ còn nên cái đó là cái thuyền mà sang trọng quá thì cô cũng không biết được. Dạ. Đó. Sang trọng quá thì cô cũng không dám khẳng định là nó là cô của Đức Thầy. Tại Đức Thầy là không có... Nếu mà Đức Thầy là cái vụ như quê của Đức Thầy thì ở là An Giang thì mình là cái vụ như mình không phải dám nói là dưới túi cái dưới được. Dạ. Mà nói cái đó xa quá thì cô không dám nói. Thì để thời gian đi rồi cô trả lời sao. Dạ. Mô Phật. Thì nói chung là cũng nhiều thông tin đồn đoán thế này thế kia. Có người lại cho rằng đây là một chiếc thuyền do người ta trấn yểm đồ này nọ. Mô Phật. Mà theo con thì không có nghĩ là trấn yểm bên đâu mà bên Trung Quốc hay là Thái Lan gì xa xôi mà nó lại cho qua tới bên đây. Đúng rồi. Dạ. Ở đâu mà không làm được, ở đâu mà không được, mà không chỗ nào cũng làm được hết. Ừ, nhưng mà lại trôi qua tới bên đây. Bởi vậy. Không có đâu, nó con không tin được đâu. Dạ. Không dám tin. Vậy thì còn cái chuyện cái tục mà thờ cúng tống binh đó là trong đạo như là sư cô có biết ngành về cái tục này không sư cô? Tống binh đó thì thời gian nói chung hồi đó mà cũng cô cũng gành cái như thế này, chứ còn cô tống rồi cô không có tống. Dạ. Tại vì cô theo bên Phật rồi. Mà dạ. Hồi lúc trước cô Phật giáo Hòa Hảo thì cô cũng không có đăng cái vụ tống binh. Dạ. Nhưng mà cô cha mẹ ông nội của cô hồi trước á là có. Dạ. Tại vì ông bên thầy là nuôi nít rồi đó. Dạ. Là có tống binh, là làm một cái bè đó. Dạ. Rồi là cái vụ như tùy mình muốn cúng con gà quay hay là cái đầu heo hay gì tỷ mình không biết, mình phải thẻo gì đó, gần cái chút chút rồi đó. Là hồi xưa nha, là ông bà ba của cô để kể lại đó. Dạ. Là ngay ngày mùng 3 Tết là tống binh, rồi mình giá gian cúng đàng hoàng rồi đó, là mình để cái miếng miếng gì đó, rồi bắt đầu mình làm cái bè chuối á. Dạ. Rồi cái đầu mình lọt cái miếng mà đỏ, miếng giấy đỏ lên trên đó. Yeah. Rồi cũng làm cái chèo đàng hoàng, mình làm cái gì đó, mình chèo hai chèo trước chèo sau đó. Yeah. Rồi mà để xuống đó cháo rồi kia, mình cũng y nhiều đầy đủ đàng hoàng vậy đó. Rồi mình đem xuống, bưng xuống đó, sụa ghe xe đó, rồi xuống dưới cái này, như cái sông mình vậy nè. Yeah. Thả xuống cho nước xuôi. Là mình quay lên với mình không có nói bữa nay là thôi tống binh là binh gia đó, là ăn đi rồi đang mà hưởng rồi đang đi, chứ đừng có đeo đuổi theo nữa, nó vậy đó đòi hỏi ăn á. Dạ. Là cái đó là cô, tại vì bên nội cô có làm vấn đề đó đó. Chứ bên Phật giáo thì không có. Không, bên Phật giáo mình không có đâu. Dạ. Bên chùa mình cũng không có luôn. Dạ. Cái đó là cái, giống như cái phong tục dân gian hả chứ? Mô Phật, đúng rồi đó. Tại vì cái như người ta làm thầy á là có đó có thôi, chứ còn bên tu này Phật giáo rồi Hòa Hảo rồi là không có vấn đề đó. Dạ. Cha mẹ cô hồi đó cũng không có. Tại vì cái chiếc thuyền này thì bà con ta cũng vớt được ngay ngày mùng 3. Thì theo sư cô nói hồi xưa chứ ở nhà sư cô cũng hay tống binh, thì chắc cái này thì chắc nghĩ người ta cũng mới cúng mới thả. Dạ. Ngay ngày mùng 3 luôn hả? Dạ. Ở dưới ta cũng vớt ngay ngày mùng 3 Tết. Rồi. Cái đó chắc cũng dị quá. Dạ. Vậy là chắc là còn lên mạng như vậy là chắc cũng đúng rồi đó. Vậy những cái lễ vật, những cái vật phẩm mà cúng binh như vậy đó thì mình có nên vớt không sư cô? Không ạ. Nếu cúng binh là mình không nên vớt. Dạ. Tại vì mình tống đi á, người ta tống đi rồi là mình không đánh giới. Ý là giống như người ta tống cái xui xẻo á, Mô Phật rồi, nếu mình vớt là mình lãnh. Đúng. Dạ. Yeah. Cũng như là người ta tống nè, có người ta giàu á là người ta tống nguyên cái đầu heo. Yeah. Là tại vì ba cô kể lại nha, bên yeah. bên nội á. Yeah. Cúng đầu heo nè, rồi cúng gạo quay gì đó con không biết. Yeah. Rồi cháo nè, rồi gạo muối nè, rồi giấy tiền vàng bạc chị tùm lum với đó cho đốt nhang, ba cây nhang với đó. Yeah. Cấm đó là đem tống đi là ta không ngoái lợi luôn mà. Yeah. Đâu có được vớt đi, là mình vớt là mình hưởng á. Yeah. Mà mình hưởng con cái tội nghiệp người ta nè. Tại vì cái người vớt là không có sao mà người ta quay lại. Tao quay lại cái đội cái người trong nhà. À, ừ, chứ không phải là cái người vớt là làm không? Không. Dạ. Tao quay lại đội người trong nhà. Vậy rồi thì người ta tống đi ai vớt được vớt chứ liên quan gì tới cái người trong nhà. Con nghĩ là nó hơi lạ. Con tưởng đâu là cái người nào vớt là cái người đó lãnh đủ. Không, không phải đâu. Dạ. Tại vì mình là chủ, mình tống đi. Mình tống đi rồi người ta chặn đường lại, nó rồi lính chặn đường lại, cũng như giả sử như chú chạy xe nè. Dạ. Chạy xe tới đầu kinh nè. Rồi người ta chặn đường lại, thành thử ra tao quay đầu, chú hãy quay đầu trở lại nhà cô rồi. Dạ. Là nó thôi cho con nhà cô là vậy người ta con không có gì, người ta chặn đường con. Dạ. Vậy thôi. Vậy là cái đó là con giả sử á. Vậy là nếu như vậy thì cái gia đình này mà cúng mà tống như vậy mà bị vớt thì cứ mỗi năm cũng mắc đi tống hoài. Đúng rồi. Mỗi năm mới tống á. Vậy thì cũng hơi khó cho hơi cái khó gia đình. Đó. Không khó đó. Dạ. Chứ người ta cố tình tống đi mà cứ vớt lại hoài thì cũng tội nghiệp cho cái người cúng đó. Mô Phật, đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Thì nào giờ con cứ nghĩ và những thầy, những chư vị khác là chia sẻ là cái người nào vớt cái người đó mới lãnh đủ thôi. Không có đâu, không có lãnh đủ đâu. Cái yeah. người ở trong gia đình mình á. Ừ, cái người nào chủ cơ cúng nó mới lãnh. Mô Phật. Yeah. Tại vì người ta biết cái người chủ mà. Như yeah. cái dòng của mình, đặc dụ như cái dòng mình làm thầy phải không? Dạ. Yeah. Là mình quyết định ngày mùng 3 là mình cúng cho người ta, mình tống cho người ta đi. Yeah. Là người ta không đòi hỏi mà là cái đầu năm nữa. Cái chuyện xui là đưa ra hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi là bởi vì tống là người ta nói là không có để làm sang trọng đâu. Dạ. Yeah. Sang trọng rồi người ta chặn đường á. Bởi vì nói sao là người ta nói cúng cái đầu heo mà sao người ta thẻo đầy đủ trong cái bộ phận đầu heo thôi. Dạ. Yeah. Thì vậy đó, như khi mấy ông nhậu á. Mấy ông đón đường. Tại vì bên ngoại bên nội cô cũng làm thầy không à. Dạ. Yeah. Đó. Thành thử là cô biết. Cái này thì người ta không có vớt lúc nó còn nguyên vẹn. Người ta vớt hồi lúc nó chìm. Mô Phật, cái đó sống tàu vậy mà. Dạ, yeah. Cái đó là do lẽ tự nhiên nó chìm. Chứ không phải không, là... Không, nhiều khi tống đi xa lâu rồi thì cũng không sao, không đến nổi. Yeah. Xa nhà mình rồi thì... Vậy theo sư cô là gì? Cái địa phương đang giữ chiếc thuyền đó, người ta đang... kéo lên bờ để người ta lập một cái am, một cái miếu gì đó để người ta thờ cúng, thì những cái vật đó như thế nào mình có cúng được không chứ cô? Như cái đó thờ cúng thì theo đem lại miễu. Dạ. Cho nó an tịnh hơn, tại vì mình trách nhiệm mình lãnh mình thờ đó là mệt mỏi lắm. À, tại vì mình người dân mà. Dạ. Hơn nữa mình không có làm thầy hay làm bà làm gì vấn đề đó, chứ mà mình lập cái am lên. Dạ. Để cho bá gia bá tánh lại đó chi mất công. Dạ. Tức là mình đưa về đình về miễu rồi cho bà con ban chức hội tề trong đó người ta thờ cúng thì nó tiện hơn. Mô Phật. Dạ. Chứ còn mình đã người dân chứ đâu phải là mình làm thầy hay là gì để cho bá gia bá tánh lại, dựng một cái am lên thờ như vậy là mình cũng hơi khó khăn. Dạ. Mà người ta cũng là hơi khó khăn. Tại vì người ta tín ngưỡng là người ta phải lại tụ lại đó. Ta coi cái điều đó rồi đó. Dạ. Chứ theo cô đón sòng như cô là cô không làm gì đâu. Tại vì có miễu thì đem lại đó cũng được, không có gì. Chứ còn mình lập cái ăn mình thờ thì cũng như là mình coi như là mình cũng phải có một cái người trong đó ở tu hành 2 tỷ đi, như hay làm thầy làm bà thì cái đó mình thờ cũng được. Còn ở trong cái gia đình mình dân rồi thôi để cho yên tĩnh đi, đừng có kéo binh tướng về nhà mình chi. Cho nó này kia cái nọ gồ ghề lắm. Chú vớt được cái mùi á thì chú lại suy nghĩ là đây là cái điểm may mắn của chú. Chú nói đây là binh tướng chọn cái chỗ của chú. Wow. Nhưng mà theo nhiều vị chia sẻ thì đó là không phải. Tại vì may mắn đâu không thấy mà trước mắt là thấy phiền phức rồi. Tại vì bà con kéo đến tham quan. Dạ. Đúng. Mà ăn không được nó mới công lắm á. Dạ. Cái đó là cô phiên là vậy thôi. Dạ. Chứ còn tùy trong chuyện gia đình đó. Dạ. Chứ còn theo như cô là đặc dụ con cháu cô vớt kìa, cô không dám thờ đâu. Dạ. Giận chi mất công người ta lại ta coi ồn ào mất công lắm. Ừ. Rồi tránh quyền mất công tới luôn mình mà. Ừ. Hay gì thôi giờ có cái miễu nào đó, giờ mình địa phương đó rồi đưa vô đó mình để đó cũng được, mình tín ngưỡng thì mình để đó, ở đâu cũng tín ngưỡng à. Dạ. Chứ còn mà mình của Đức Thầy cũng vậy thôi. Đức Thầy mình nếu mình quý là trong lòng mình cũng quý thôi. Ừ. Chứ còn mà mình đâu phải mình để mà mình tín ngưỡng mình thờ cái gì mình mới quý đâu, không có. Dạ. Tại vì Đức Thầy là Đức Phật rồi, vị Phật rồi, để là cứu dân độ thế những người tu hành. Dầu cho đặt cái dụ như một cái thuyền Bát Nhã đó thì chăng nữa thì cũng vớt những cái người chìm để là quay đầu lại là bờ, người ta nói quay đầu lại là bờ. Yeah. Thay vì mà bữa nay mình không giữ đi, mình quay đầu lại cái đi là Đức Thầy rước mình liền. Chứ đâu có gì đâu mà để mà mình để mình lập cái am lên mình thờ cái đó là mình cũng không khó khăn thôi. Mà tùy duyên, cái đó là tùy duyên. Yeah. Mình cũng không có lên án ai được, mình cũng không có khuyên ai được, tại vì mình là chỉ người bình luận thôi. Vậy con thì con lại cũng muốn sư cô chia sẻ coi cái sự tình đó như thế nào, đúng hay sai thôi. Mô Phật. Còn riêng về cái đó là cái quyền của chú đó. Mô Phật, đúng làm rồi. Sao làm, muốn cúng hay muốn thờ gì đó thì miễn sao chính quyền địa phương cho phép. Mô Phật. Dạ. Miễn sao mà đừng có phiền phức mình là được rồi. Dạ. Trước mắt thì thấy phiền phức rồi đó. Tại vì ở nhà mà người ở phương xa tới lui đã coi đã. Đúng rồi. Nội người ta ra tới nhà sư cô mà sư cô phải ra giải thích, phải ra kể cái câu chuyện nó như thế nào, hết làm ăn việc nhà luôn. Dạ. Đó thì mình đây là mình chia sẻ với cái góc độ mình hy vọng một ngày nào đó chú sẽ hợp nhất những cái phần còn lại của chiếc thuyền chung với chiếc thuyền. Mô Phật. Mặc dù mình không biết cái chiếc thuyền này đó là thuyền Bát Nhã hay là thuyền cúng tống binh gì đó. Mô Phật, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà về mặt thì xã hội thì mình vẫn muốn là nó về một chỗ. Đúng rồi đó, một chỗ đây, chứ còn mà mình là dân mà mình thờ vậy là cũng hơi khó khăn lắm. Dạ. Một điểm là mình nghèo mình không làm ăn được. Dạ. Mình phải giải thích, tôi vớt chỗ đó vậy kia nọ phải không? Dạ. Rồi hồi người kia lại nữa cũng y gan vậy hoài. Gặp cô chắc cô nghĩ ăn cơm luôn á. Dạ. Phật á, nói chung mình tôn trọng là cũng phải có trong tâm mà. Bái nói Phật ở đâu, ở đâu xa đâu, mình tìm kiếm mà chi trên tới non núi dữ à. Dạ. Phật trong nhà không tưởng, ta nói Phật trong nhà không tưởng mà tưởng Thích Ca ngoài đường cũng không được. Ừ, vậy là nhà ai cũng có Phật ở trong nhà hết. Mô Phật. Ở trong tâm mình nè. Ở dạ. Đâu là ngày mình lúc nào cũng có Phật hết, mình niệm Phật là có Phật vậy thôi. Dạ. Phải nói sao mấy đứa lại hỏi nó gục gịch ra nó sợ ma, thằng cháu mắc bệnh nó hồi ơi nhà sợ ma đó. Ủa không có ma. Mình nhắc ma mình sợ là mình nhắc mình chứ không có ai mà ma mà nhắc mình hết trơn. Cứ việc niệm Phật đi ngủ đi, đừng không có cái chuyện gì xảy ra hết. Cái đó là ma tâm hả chị con? Bởi vậy mình cứ tưởng ma hoài làm sao mà thì tất nhiên nó nhắc mình hoài à. Dạ. Thật sự người ta không có nhắc mình. Ừ. Là cho mình sợ ma là mình sợ thôi chứ không ai nhắc mình chứ. Yeah. Bởi cô đi tới đâu cũng vậy chứ, lúc đi thành phố học kìa, cô nói hả ngủ trong chùa chỗ nào mà thờ biết bao nhiêu, không phải như ở đây đâu. Yeah. Trong linh thiếu gì mà cô ngủ đâu cũng được chứ. Bình thường mình gian giái thôi không ai phá bấy mình đâu. Có người nó lôi giò rồi lim hết trơn ngủ không được, cô nói có gì đâu, có bình thường có đâu, không sợ, mình tưởng Phật đi. Cho nên là mình cứ việc làm việc tốt là mình cứ nghĩ tốt. Yeah. Mình đừng nghĩ người ta xấu là mình không xấu vậy thôi. Cho cô khuyên tất cả là các Phật tử với mạnh thường quân, tại vì cũng ai cũng biết, bây giờ cũng biết Phật pháp hết rồi, đi chùa chiền bây giờ nó rộng mở rồi. Yeah. Còn cô đó rồi đó tìm cũng cả vấn đề. Bây giờ ai cũng nghe pháp hết, nếu mình thuyết pháp sơ sơ thì người ta cũng hiểu rồi. Dạ. Mà mình nói nhiều quá thì người ta cũng ghét mình. Cho nên sự hiểu mà chuyện đó là chuyện mình nói ít người ta hiểu nhiều. Dạ. Chứ còn mình nói nhiều quá là kiểu nói nhiều quá, ôi bà này nói nhiều quá cũng không nghe được hay đâu. Nên cô lại nói không bao giờ cô nói nhiều đâu. Thành thử ra con cháu như vậy dắt đi chùa chiền đó thì mấy thầy nói chuyện, cái quý thầy nói chuyện thì mình hiểu đi, hiểu học hỏi thêm. Chứ cô hồi đó cũng tìm thầy, quý thầy cũng nói cô hay học hỏi mà. Thành thử ra cô nói giờ con cháu cũng tìm quý thầy để học hỏi thêm. Mình nói thì biết đi dắt đi chùa chiền cho con cháu hiểu biết vậy thôi. Thì nó học nhiều hơn mình thêm đi. Chứ mình nhận lẽ mình giải thích hoài cũng đâu có biết đâu. Dạ. Người ngoài giải thích nhiều, nó thông minh hơn. Dạ. Vậy thôi. Cho nên á, mình phải con đường nào mình cứ tránh là mình cứ đi thôi. Đừng có đi xa ngã là mình khổ. Dạ. Vậy à. Chứ không có gì mà khó hết. Hồi lúc trước á, cô mới vô ngồi thò thiền. Cái mấy cô nói tu là như ngồi tù. Dạ. Cái cô nghĩ cô nói cái gì ngồi tù. Tôi ngồi niệm Phật mà sao bà nói ngồi tù. Dạ. Nó cô nói vậy, cô nói ủa sao mà nghe tiếng kỳ quá không? Cái nó để cô gắng tìm cái con đường có ra sao. Nói cái bà nói tu là ngồi tù, bởi vì mình không có ra ngoài đời được. Không có đi ngao vui như mấy bà được. Nó cổ được, thành thử ra mấy bà nói chắc nói vậy quá. Dạ. Bây giờ tôi mới hiểu. Bây giờ là tu là phải vô một cái nề nếp, một cái khuôn khổ, vô một cái giáo quy, vô một cái điều lệ nào đó. Đúng rồi. Chắc Mô Phật. Dạ. Làm cái gì cũng phải là có quy tắc hết. Vậy thì con cũng không hiểu cái câu nói đó thì người ta có ý gì. Con không dám bình luận về cái câu đó. Theo sư cô nói là mình tâm linh và tin dị đoan, tín ngưỡng nó có khác nhau như thế nào hả sư cô? Tâm linh á, về tâm linh là cũng có cái bàn căn. Dạ. Cũng như giả sử như có cái bàn căn, chứ không phải mà mình tu cũng có bàn căn nữa. Dạ. Căn mà căn hiền, căn dữ. Đó. Nếu mình niệm Phật nhiều thì căn hiền tu theo mình luôn. Dạ. Còn nếu mình ra dữ thì có bàn căn dữ, là nó dẫn dắt con đường mà xa ngã đó. Dạ. Đó. Còn nói chung tâm linh là ai cũng có tâm linh hết. Yeah. Riêng biệt mình không phải khẳng định người nào cũng là người nào tâm linh là người nào không, người nào cũng có hết. Nhưng mà đặt cái dụ như mấy cậu Epin ở đây là cũng có cái tâm linh nữa. Yeah. Tâm linh mới biết được một cái chỗ đó là tâm linh để mình đi tìm tới. Yeah. Hay là biết một con đường khổ, cái người đó khổ mình mới tới. Chứ không ai dẫn dắt làm sao mà cậu biết được. Dạ. Giả sử như không ai dẫn dắt làm sao mà cậu biết cô lên tới trên này để tìm cô. Dạ. Hả? Khiến giờ cậu không đi, giờ cũng có cái người dìu dắt cậu đi luôn. Dạ. Ở trên đồi núi ở đâu cậu phải tìm lộn tới. Dạ. Là cũng một cái tâm linh. Tâm linh hiền là cậu đi tìm một cái tâm linh hiền để mình cứu người là gì? Khổ. Dạ. Là để cho mạnh thường quân giúp đỡ cho những người nghèo khổ, hay là những người mà ăn không được. Giả sử như cô đi. Yeah. Đó, cô nói thật sự. Chứ không phải là nói là tôi quay phim để tôi lên mà cộng đồng mạng tôi có like kia nọ. Cái đó là chuyện riêng của mấy cậu thôi. Yeah. Nhưng mà không có tâm linh là cậu không đi tìm được đâu. Không bao giờ đi tìm được. Yeah. Đó. Cũng lặn lội, tội gì mấy cậu lặn lội đi dữ à. Trời nắng, trời nôi, trời mưa, trời gió phải lặn lội đi tới chỗ đó bà đó để quay. Dạ. Đâu phải vậy, cũng như phải có mỗi cái người dìu dắt cũng đi tìm, đó là cái tâm linh hiền. Còn về vấn đề tâm linh dữ là do nên cậu không có đi đâu, nó không khiến cậu đi đâu. Dạ. Quyết định của quay phim đi chăng nữa cậu không đi được, tại vì để cho ở nhà đã đi cái chỗ này chỗ kia đi chơi vui vẻ, hay là đi chỗ quán đồ cái nọ cho tội tình gì, đi lặn lội mà dắt giả chạy xe trời mưa trời gió vậy. Dạ. Là cái đó tâm linh dữ. Đó là cô giải thích là cô hiểu rồi phải không? Dạ. Cho nên là cậu đi như vậy, đành rằng có tiền không tôi không cần biết, nhưng mà cậu đi như vậy là cũng có được phước lắm rồi. Dạ. Công đức lắm rồi đó. Có những việc mà tâm linh và mê tín thì người đời hay lầm lẫn. Đúng. Mê tín nó có khác với tâm linh như thế nào hả? Mô Phật. Mê tín là giả sử như là cái bà đó bà đặt cái dụ như cái bà kia bà không coi thầy, bà này coi thầy. Dạ. Mà như bà đó bà thiếu nợ quá đi, bà cuồng chí rồi. Dạ. Bà đi kiếm bà này kia đấy làm thầy, làm bùa, làm ngải, làm kia nó, có đó là mê tín. Đó là cái đó là mê tín gì đây. Dạ. Cái bùa, Cái bùa là cái đồ nó nói chung, không phải không nói ra rồi chạm ba cái ông thầy. Ừ, nói sẽ đụng chạm người ta. Đụng chạm người ta, yeah. Làm thầy ta yếm mình chết. Chứ còn cô không đó. Theo con biết là những vị mà theo Phật giáo là người ta không có tin vào bùa chú hay là thư yếm gì đâu, đúng không chứ cô? Đúng. Mà không tin rồi cũng vẫn tin. Ta tin theo Phật à? Tin theo Phật. Tin theo Phật, nhưng mà nó thầy cũng vẫn tin thầy luôn. Yeah. Cô cũng vẫn tin thầy luôn nè. Yeah. Chứ không phải không tin. Nhưng mà lại thầy đó hút thuốc nam, mà thầy đó ăn tiền là cô ấy quá, cô không đi. À. Thà là tự ơn cô cúng dường cô đi. Yeah. Nếu mình tin theo Phật mà mình tin theo thầy, đó quan trọng là thầy đó thầy gì? Không phải. Yeah. Giả sử như vậy nè, thầy thì cũng như thầy, tại nhân đó cả cái xuống như cậu ấy biết là cô hiểu rồi. Dạ. Yeah. Lại sao vậy, sao những nhỏ nó lên đi Phật Thích Ca nhập vô. Có nghe cái clip đó chưa? Dạ có. Cô nghe rồi là cô không bao giờ cô thích, không thích, dạ. Nghe Phật nào mà để nhập vô người phàm mà đi tùm, dạ. Lum tà la. À, Phật kia là Phật tùm lum, nhỏ em nó bắt nó hồng, không thích, không coi, không nghe, dạ. Nó dốc. Mình nó dốc để người ta quay phim mình để ăn tiền chi cậu. Dạ, thì con cũng định hỏi sư cô từ từ sẽ tới cái phần này. Tại vì có nhiều vị lên xưng mình là được Phật về xác, rồi ông này bà kia đại thiên đại thánh rồi các kiểu, thì mình thì không có chỉ trích, không dám chỉ trích họ, thì cái việc họ làm tội phước rồi do họ lãnh thôi. Nhưng mà ý con hỏi sư cô là Phật là có dựa vô cái người phàm mình hay không? Phật à, có nói chung là dựa thì con không biết, mình đâu có dám khẳng định được. Yeah. Tại vì á, Phật á thì ở trên mà ở trên trời mà cũng có dựa, cũng lựa chắc cũng lựa theo người, yeah. Theo người hiền hậu đàng hoàng, phước đức đàng hoàng, cái đó là phải đầy đủ, thiện căn đàng hoàng, thiện duyên đàng hoàng, chứ không phải mà hành để đi lang thang lứa thứ mà nhịn đói nhịn khát rồi đi đầu đường xó chợ, yeah. Vậy không có được, không có. Cái đó là Phật không có nhập vô để mà hành xác người phàm như vậy. Hành xác đặt cái vụ hành nó là như vậy nè, như là cái chọn cái xác đó mà trong cái gia đình mà vợ đi mà chồng không chịu là mấy hành là đi ra đi, yeah. Ra đi là 2-3 năm đáo lại, yeah. Là để làm thầy để cứu dân độ thế, ừ. Cái đó là có, cái đó là phải về bên phần phần căn Mô Phật phần, yeah. Căn, chứ còn mà hành mà đi mà lang thang lứa thứ mà nhập ông thầy này, nhập bà ông Phật này, nhập ông Phật Thích Ca, nhập ông Phật Di Lạc, rồi nhập mẹ Quan Âm gì tùm lum hột giờ không có. Yeah. Rồi cái gì Long Dương gì làm gì làm gì mà thầy nhập lên cái các loại thần xác đó được, yeah. Không có đâu, cô không tin vấn đề đó đâu, yeah. Những người mà hành căn là nó là khác nữa, ta mần là mần tại nhà nè, yeah. Mần thầy là tại nhà, yeah. Cái gì thôi, chứ còn không có vụ lang thang thứ mà đi đầu đường thế chợ mà nói là quảng cáo mà kích ca ngồi nhảy lên, cô nghe chính xác rõ ràng, cô nghe, yeah, cô đúng rồi. Có nha, dạ, thì có trên mạng mà Mô Phật. Yeah. Con nghe cái clip đó luôn là cô không thích nghe nữa là cô về, yeah. Bắt cô về luôn. Thì hôm nay thì con muốn tới đây để thỉnh giáo, thọ giáo sư cô về cái câu chuyện về chiếc thuyền Bát Nhã. Theo như lời sư cô chia sẻ thì nó không phải như giống như vậy. Thuyền Bát Nhã của Đức Thầy là nó khác hơn. Nhưng mà thực sự thì mình chỉ được nghe trong kinh sách thôi hả sư cô? Đúng rồi, có ai thấy? Dạ. Được nghe kinh sách mà như loại cổ Tư Tích hồi xưa là cũng nghe nói là thầy là cũng đóng là một cái chiếc thuyền bằng cái gỗ, thì bằng gỗ thiệt, dạ. Nhưng mà là không chèo chứ không có thuyền dài mà gì hết trơn á, dạ. Đó cô không gành những cái đó, cô không biết rồi. Mà binh tướng là sao cô không hiểu luôn. Tại vì Đức Thầy là cũng như là gì một vị thánh, rồi, dạ. Một vị thánh là để là cứu dân độ thế, để bây giờ chính xác nè, thầy là để đến đây để giải thích là thuyết pháp cho nghe dân, còn họ còn không chưa lọt lỗ tai nữa, yeah. Nó thật sự chưa lọt lỗ tai mà để vô tu, mà còn huống gì mà cái gì của Thuyền Bát Nhã thì cô không dám nói, mình cũng không khẳng định, không khẳng định, mà mình cũng không nói đó là đúng hay là sai, cái đó để thời, yeah. gian cô trả lời. Cái này là nó là về bên tu đạo thì mình cũng không có bác bỏ cái lời nói của người khác thì Mô Phật, nhưng mà theo như trong kinh sách sư cô biết thì là không giống, không giống, dạ. Tại vì cũng nhiều cô chú anh chị bình luận trên kênh con là nói là mày có thấy chưa, mày có biết cái Thuyền Bát Nhã là như thế nào chưa? Đúng rồi. Dạ. Đúng. Thì thật sự là cũng chưa ai thấy. Đúng rồi. Dạ. Chưa ai thấy đâu. Dạ. Nhưng mà mình nghe trong kinh với trong chuyện bên thầy rồi là cô cũng hiểu chút là nghe nói là cái thiền là chẹo thôi chứ còn dạ. bài biển quá rồi đó cô không biết. Tại vì cái thiền này có nè, có lính nè, có tướng nè. Có ông tướng lớn nè, yeah, có bàn ghế nè. Nếu mà thiền Đức Thầy thì dĩ nhiên không có cái bàn ghế mà để ông tướng ông còn cái gì hết. Mô Phật. Dạ. Thì hôm nay con tới đây thì cũng cảm ơn sự chia sẻ của sư cô. Thì hôm nay con cũng thay mặt anh trai có lòng hảo tâm trên kênh Nông Dân Miền Tây Vlog con. Anh trai này thì chắc sư cô còn nhớ ảnh là cũng giấu tên rất là nhiều lần. Ảnh giới thiệu là... cũng dừng cái chuông nữa gì. Dạ dạ đúng rồi. Thì hôm cô nay... nhớ hoài với cái chuông là kỷ niệm dạ. Mà thôi cái chuồng đó đó cô chú anh chị. Thì hôm nay thì ảnh có nhờ con quay lại thăm sư cô cũng như thăm hỏi tình hình sức khỏe của sư cô. Sẵn đây thì con muốn thọ giáo thêm một vài điều về tâm linh Phật Pháp. Thì hôm nay con thay mặt anh trai gửi sư cô, trợ duyên sư cô 1 triệu ha. Dạ Mô Phật. Vậy là trước hết cô cũng có đôi lời, cô không có cái gì mà để nói cho nó nhiều. Dạ. Tại vì cô lời lẽ thì cô cũng ít lắm. Dạ. Cô cũng rất thành thật biết ơn tất cả mạnh thường quân và với một cái mạnh thường quân gửi tiền cho cô đây. Dạ. Là cô để trong cái lúc cần giàu dạ. Một chút xíu bây giờ con rất là mừng. Tại dạ. Vì cũng tôn kính cô, quý mến cô là mới đến đây yeah. Cậu mà nông dân mới đến đây yeah. Thì cô cũng chúc được nhiều sức khỏe, năm mới mằng ăn là để là phát triển thêm hơn yeah. Giúp cho những người nghèo khó là như vậy là được cái công đức là vô xong đi yeah. Thì thôi cái buổi chia sẻ đến đây là cũng dài rồi. Thì nông dân cũng thay mặt sư cô Diệu Nhẫn ở đây Mô Phật. Cảm ơn anh trai có lòng hảo tâm đã giúp đỡ cho tất cả bà con nghèo trên khắp đất nước Việt Nam nói chung và riêng sư cô ở đây nói riêng. Một lần nữa thì nông dân cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh và gia đình luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ, dạ con xin chào sư cô. Dạ, chúc sư cô tu hành ngày càng tinh tấn, đạo quả di dung. Cảm ơn sư cô rất dạ, là nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nông dân, cậu dạ. Nông dân nhiều nha. Dạ. Nông Dân Miền Tây Vlog cũng xin chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Xin chào ạ.